Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên sóng thanh lý cho các bác, em họa mi yếu lửa các bác nhá. Nói chung là nó chẳng yếu lắm đâu các bạn. Đây là clip em treo ra hot một mình các bác nhá. Không có trống, không có mái nhá, chim khỏe mạnh. Thuần khoảng 90% các bác nhá. Nó chưa căng hẳn thôi nên em lười chăm, nên em thanh lý cho các bác nhá. Bác nào bổ kết em này thì alo cho em, số điện thoại của em là 097 464899 các bác nhá. Em này thì em thanh lý là 1,5 triệu các bác nhá. 1,5 triệu cho anh em về thả AV hoặc nuôi chăm thêm các bác nhá. Chim khỏe mạnh, không bị khàn khê hay bị sao các bác nhá. Móng miếc đầy đủ các bác nhá, bảo hành cho các bác mọi tật lỗi luôn. Treo ra vẫn hot tốt các bác nhá. Con mi này 1,5 triệu, bác nào mang về chăm quá là ok luôn các bạn. Thật sự nó hot rất là tốt nha cô nhá. Đầu mặt đẹp họa nét các bác nhá. Ở clip em được 3 phút nha, em xin phép quay clip các bác nhá, bởi vì quay nó hot như này thôi. Xin chào tất cả các bác nhá, hẹn gặp lại các bác những video clip sau nhá. Bye bye các bác.